Nụ ha, thì bên vườn của anh làm nút nụ cho cây rất là đạt hết cô chú, rất là đẹp cho mình luôn. Nè cô chú mình nhìn cái tàn nè ha, trời ơi khủng khiếp luôn ha, nó tròn vo luôn ha. Anh lượng mình vô đây mình đo cho miếng cây này cái anh lượng đó cô chú nha, quá trời cây luôn rồi đó cô chú nè, là chắc tầm 2 mét luôn quá, Này mít chín mét chín nha. Dạ mít rồi chín gần như là 2 mét thì phải dạ, mít chín đi. chiều cao anh, chiều cao cái trời ơi nó tròn vo luôn, thấy cưng quá trời cái chậu này. Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh ha. Dạ cô chú ơi, thì ngày hôm nay em đang có mặt tại ấp Phú Thới, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay em có đến vườn của anh Lượng sẽ quay cho cô chú anh chị mình tham khảo một cái lô mai tàn nha. Rồi, cái hàng này thì là nằm hàng chậu 6, chậu 5 cô chú nha. Nó có giá là trên lệch ha. Thì cũng không có nhiều lắm nha. Thì chậu 6 là giá là 1 triệu 3 giá xô ha. Còn cái chậu chậu 5 á cô chú ha là giá tầm khoảng chừng 1 triệu ha, rồi 600 cô chú nha, nó có nhiều mức giá cho mình ha. Rồi bây giờ thì em sẽ đến giao lưu với anh Lượng cô chú anh chị mình nha. Rồi em chào anh Lượng nha. Rồi, chào kênh Lê Thảo. Dạ. Cũng chào tất cả quý bà con mình đang xem kênh của Lê Thảo này. Nhiều sức khỏe đến đây để thì đầu clip thì cũng giao lưu một số cây mai của nhà vườn. Dạ. Thì hôm qua bà con thì mình có gồm chậu 6 và chậu 5 với là 3 mức giá. Dạ. À, cái giá thứ nhất là chậu 6 là 1 triệu 3, Dạ. còn chậu 5 là giá 900, còn lại thì giá 600. À 900 với 600 nữa À. ha. Dạ rồi ha. Giờ mình vô trước cái clip là cái hàng chậu 6 đi anh ha. À. Dạ rồi, mình đọc giùm em cái số điện thoại để cô chú giao luôn nha anh Lượng. Số điện thoại của mình là 098 66 00 908. Dạ. Cô chú ha, thì cái số điện thoại anh Lượng đọc cũng là cái số Zalo luôn cô chú nha. Rồi mình bắt đầu Để vào cho clip tôi nha. mượn cái thước. Dạ cái thước ha. Dạ rồi. Rồi mình đo giùm em nha. À, cái để Giờ đo cái cái hoành hoành gốc ha, chậu 6 nha. chậu 6 Cô chú anh chị gốc. ơi thì cái hàng này của anh nút nụ rất là đẹp nha cô chú. Đây, mình đo cái hoành trước em cho cô chú tham khảo phần nút nụ sau nha. Bao nhiêu anh? 28. Dạ 28 nha. Thì mình tính trung bình cái lô này là hoành nó cỡ nhiêu anh Lượng? À, từ 23 tới 30. 23 tới 30 luôn nha. À. Rồi ok nè. Cô chú ha, thì đây là cái phần nút nụ nha. Nói cô chú ha, cái lô của anh Lượng rất là đẹp cô chú nha, nút nụ lên rất là đẹp cho mình nha. Rồi cái này miền Bắc miền Nam gì được hết cô chú nha. Đó, cây rất là ok cho mình luôn. Mình đo giùm em cái tàn ngang với cái chiều cao nha anh Lượng. Mình tính nè, trung bình cỡ nhiêu nè. À, để ra cây này chắc thấp nhất nè. Dạ rồi mình đo cái thấp nhất thử. Em coi bao nhiêu mân. Dạ, cái này nó đều đều không hả cô chú? À, hơn mét sáu mà cũng lấy Dạ, mét sáu đi. tính mét sáu anh ha. À. Tàn 1m6 cô chú nha, chiều cao thử anh được. Mét chín Dạ, chiều cao cũng 1, hơn. 1m9 là mình À, cây này cũng từ không miệng thấp chậu á. anh đo từ miệng chậu lên mẹ mày, từ miệng chậu lên. Ừ, mình phải trừ hao phần đó mình đo tính từ miệng chậu trở lên nè. Cỡ mét sáu trở lên nha. Thử rồi. Rồi 1m7 á, 1m7 nha. từ Rồi. miệng chậu đi lên. Dạ từ miệng chậu đi lên là 1m7 nha cô chú anh chị ha. Ví dụ như có những cái cây này nè cô chú, tàn nó thùm lum ha và rất là cao luôn, tầm khoảng chừng 1m8 đến 2m luôn nha. Đó. Và anh đo những cái hoành của cây này luôn anh ha. Nói chung cái lô này của anh Lượng cô chú nha, hoành rất là to luôn. Cái này số lượng mình có bao nhiêu cây anh? Số lượng là 130 nha. Dạ, 130 cây. Rồi. Không mấy. 24. 24 cô chú ha. Rồi. Đây cô chú nha, mình tham khảo nha. Cái lô này thì có 130 cây cô chú nha. Hàng hoàn toàn nằm ở chậu 6 ha. Rồi cô chú ơi, về cái phần nút nụ ha, thì bên vườn của anh làm nút nụ cho cây rất là đạt hết cô chú. Rất là đẹp cho mình luôn. Nè cô chú mình nhìn cái tàn nè ha. Trời ơi, khủng khiếp luôn ha, nó tròn vo luôn ha. Anh Lượng mình vô đây mình đo cho miếng cây này cái anh Lượng. Đó cô chú nha, quá trời cây luôn rồi. Đó cô chú nè, là chắc tầm 2 mét luôn quá. Này mét chín Mét chín nha, dạ. mét Rồi. chín gần như là 2 mét thì phải mét Dạ. chín đi. Chiều cao anh, chiều cao cái. Trời ơi nó tròn vo luôn, thấy cưng quá trời cái chậu này. Cái này là chiều cao trung bình đó nha cô chú ha, còn những cái cây nó cao hơn rất là nhiều nha.
cây này cũng mét 8. Dạ. À, lấy mình chậu lên. Ừ. Cao mét 8 cô chú nha. Rồi ha. Đây là cái củ đế bên trong nha cô chú nha. Rồi cái lô này của anh á rất là ok cho mình luôn. Dạ 1 triệu 3 một cây là giá xô nha cô chú anh chị ha. Dạ cái này thì bán giá tại vườn cô chú nha. Dạ bên vườn mình không có ship lẻ ha. Nhưng mà cái này là có trao gửi anh Lượng ha. Dạ mình gửi tới tới khi nào đó thì mình thương lượng với vườn giúp em nha cô chú. Dạ do là cô chú anh chị mình gửi bao lâu á thì mình thương lượng với vườn ha. Thì hiện tại là bên vườn có trao gửi cho mình ha. Và hiện tại là em đang báo giá xô của cái lô này luôn. Anh Lượng mình đo giùm em chiều cao của cây này anh Lượng. Thấy cao quá, bự quá trời bự nè. Dạ chỉ có 1 triệu 3 thôi cô chú nha. 130 cây ha. Chậu 6. Cây này 2m1 thôi. Dạ rồi, 2m1 nha cô chú anh chị ha. Lấy cái tầm cái cây này cũng hàng tung một cái cây cao bự hơn nữa, tàn cũng rộng hơn nữa. Dạ, yeah, độ bự dữ nha. Cái lô này nói chung là củ đế ok lắm nha cô chú. Nốt nụ cũng đẹp ha và cái tàn rất là ok cho mình luôn. Nè cô chú ha, em quay cho cô chú tham khảo nha. Củ đế này ha. Cái tay em mướn vô ha cô chú. Cái này tầm khoảng chừng 25 27 nha. Nói chung là cái lô này của anh tầm 23 trở lên cô chú nhưng mà nó đều đều là nằm ở tầm 25 đổ lên nha. Cây ok cho mình ha. Nếu cây đó chắc 28-29 nè. Dạ anh đo thử. Hoành rất là to ha cô chú. Cây rất là sung cho mình luôn, nút nụ đẹp ha. Nè, thông số 29. Dạ, 29 nè. Dạ, rồi. Bự ghê cô chú ha. Cây 30. Dạ, ô cái cây này là quá trời cây này cho mình cô chú ha. Mình nhìn giùm em nè. Nút nụ ta nó lên rất là đẹp luôn ha. Giờ nuôi mai cô chú ha, lô mai giờ là nụ lên rất là đều luôn ha. Mình mua ai của ai cũng được cô chú ha. Mình phải lựa cái nụ cho nó ok, nó sáng, nó bóng như thế này ha. Là cô chú mình về chơi Tết đẹp nha. Đây, đây nè cô chú ha. Nè, củ đế nè. Nhỏ nha cô chú ha. Cây ok nè. Rồi em sẽ quay một số cái bộ đế cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đây nè cô chú ha. Dạ mai tàn thì mai tàn hàng thuần chậu thì bộ đế của nó đơn giản cô chú nha. Nó không có quấn rễ giống như là mai xử lý đế ha. Nhưng mà những cái bộ rễ tự nhiên như thế này cô chú nó trải đều rất là đẹp nha. Đó, cô chú mình tham khảo giùm em nha. Rồi. Rồi em sẽ đi ra ngoài cô chú nha. Em quay cô chú anh chị mình tham khảo thêm nha. Đây ha. Rất là to nha cô chú. Có cây này nó giống như xù luôn trời. Nè cô chú, có cái cây nè. Nó lên nè. Rễ đẹp ha. Đều luôn nè, thoát thân cực kỳ thấp nha. Đây. Rồi, thì mình tham khảo giùm em nha. Đây nha cô chú. Hôm qua tới clip nữa. Dạ. Dạy quanh đó luôn anh ha. À, đi hết cho cái hàng chậu 6 đi. Dạ. Chú ơi em thấy được cái mặt hoa nè cô chú nha. Cái lô này hoa cánh tròn ha. Nè cô chú. Rất là dễ thương cho mình luôn nha. Cánh tròn ha. Thì cái lô này của anh Lượng có nói với em là cánh nó lộn xộn như cô chú, từ 5 cánh đổ lên nhưng mà cánh là cánh tròn khít như cô chú á, không có bị cánh chuồn nha. Nè cô chú giống như cái này cánh tròn rất là đẹp nè ha. Rồi, mình tham khảo thêm nha. Cô chú ơi, mình tiếp tục tham quan tiếp cái hàng lô chậu 6 nha. Ôi ôi, cái cây này nè cô chú, cái củ đế đẹp quá chừng nè ha. Nở củ rất là nở củ luôn. Về cái phần nút nụ là cô chú nè, cây đang lên rất là đẹp nha. Đó cô chú nha, nụ chi chích cho mình luôn nha. Rồi, à, rồi cái cây này bự dữ vậy? Quá bự rồi. Thầy chậu 6 hả anh? Không lồi vô trời. Nè cô chú, cây này cao trời ơi nhiêu tại? Chắc 2m5 quá à. Quá tí. Gấp thì tới 30 hoành luôn nè. Đây, 30 luôn hả? Đây cô chú nha, cây này hoành 30 nè. Chậu 6 luôn nha cô chú. Và đặc biệt là cái dàn nụ nha. Trời ơi cô chú mình ơi, cái nụ nè. Bự hơn. Rồi, quá đã luôn ha. Anh đòi mẹ em cái chiều cao cây này thử nha. Khủng vậy ta. Cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Trời ơi nó bự nè. Ghê luôn á. Ôi chú xì. Tới đây thôi. Tới đây là nhiều. Tới 2m6. 2m6 cô chú, quá thí luôn cái cây nha. Cái này chắc tàn cũng cỡ mét 9 nè. 9 2m là cái nụ nè. Tàn cái 2m rồi. Dạ. Ủa cái nụ đẹp quá trời cô chú. Chắc nụ lắm nha cô chú ha. Nụ to đều đẹp ha. Sáng bóng rồi, luôn ha. Tàn mét 9. Dạ tàn mét 9 nè. Rồi. Tới cây này nữa ha. Ừ cây này. Ôi cây này có tàn cũng quá trời nè. Đây cô chú nha. Dạ cái hàng này là hàng chậu 6 luôn cô chú nha. Dạ giá chỉ có 1 triệu 3 thôi cô chú nha. Đó. Nè cô chú mình nhìn nút nụ nè. Cái lô này quá đẹp nha cô chú nha. Rồi mình tham khảo giùm em nha cô chú ơi. 130 cây ha cô chú. Giá 1 triệu 3 tại vườn nha.
Rồi nếu cô chú anh chị mình lấy số lượng á, 50 cây, 70 cây, 100 cây gì đó mà mình lựa nó thì mình thương lượng giá với vườn nha. Đó, cái này em đang báo giá sơ ha. Mình đo giùm em cái này luôn anh Lượng. Cái này chậu mấy? Chậu 7 hay chậu 6? Có cây chậu 7. Đó là chậu 7 hả? Hết chậu quá. Là đúng ra dành lâu mai này phải vô chậu 7. Đúng tại rồi. Lúc đó hồi chậu đang sốt giá quá rồi. Trời ơi, ba mấy luôn vậy? 31 nè. 31. Rồi chú ơi. Mình cũng tính nằm trong cái lô chậu 6 luôn ha. Ờ cũng là chậu 6. Còn cái cây này. Cây này. Cái mây ghép hay siêu nụ. Mây ghép hả? Hàng chi thấy trời ơi cái nụ nè. Này ghép được bao lâu ạ? Khách hàng nào yêu thích cũng bán. Cái này có xếp lẻ không? Cái này chắc xếp lẻ được nè. Xếp lẻ. Rồi đo luôn đi, sẵn đo luôn đi, em cho cô chú tham khảo luôn. Cái này, mai siêu nụ cô chú nha. Giả siêu nụ nha. Khủng khiếp ta. Đo giùm em cái hoành luôn đi. 5 mùa rồi. 5 mùa ok nè. Đây cô chú nha, một cây giả siêu nụ 5 mùa nha. Rồi ha, cái này quay lên cho nhà vườn bán luôn nha. Quánh nhiêu? 36 hả? 36. Thấy ghê ta. Đây cô chú nha, cái này chắc nó già dữ lắm rồi ta. Dạ. Nè cô chú ha, cái này nè, gông nè, gông nó đóng nha. Cây này lên xù luôn nè cô chú. Nè mình sạc cái ha, lên xù luôn nè. Đó, cái này là xù phải không anh? Tại nó thấy xù rồi. Là xù đúng rồi. Nhầm kia á, không để không có nó gập quá thì dạ, gông nó đeo nè cô chú nha. Xù nha, xù lên xù da rất là đẹp cho mình luôn nha. À rồi, cái này là ghép 5 mùa giùm em nha cô chú. Điện cốt hết. Cô chú mà nhìn nụ nè, trời đất ơi nụ nè. Khủng khiếp luôn, tự nhiên anh đi xa anh thấy quá trời nụ luôn mà nó ủa cái mai này sao nụ dữ vậy ta. Nó siêu nụ ha. Đây nè cô chú nè, nụ về về luôn ha. Rồi cái này là 5 mùa ha. Là cái cốt ghép nó là nó liền hết luôn ha. Đây là cái cốt ghép ở chỗ này phải không anh? Bắt đầu ghép từ đây phải không? Ghép từ trong ha. Đó, cốt cành nó cũng bự. Dạ, rồi ha, cái này phải sửa lên cái đẹp dữ lắm luôn. Cái này mình giao lưu sao nào? Cái này em giao lưu 5 triệu. 5 triệu cái này chắc gửi xe tải quá. Ừ. Dạ, ghép xe ha. Cái này đi xe ghép nè cô chú anh chị ha. Ở trong miền Nam nha, cái này chắc miền Bắc chắc không ship được tại mai ghép không có bó như mai tàn được ha. Rồi cô chú anh chị mình ở miền Nam nha, mình tham khảo giùm em cây này nha, hoành 36 ha. Đo chiều cao với tán ngang giùm em luôn nha anh. Cây này anh giao luôn 5 triệu cô chú nha, hàng dễ sẽ nụ ghép 5 mùa ha. Cao nhiêu nè? Từ miệng chậu trở lên cô chú. Chậu lên thôi, lấy 2m1 đi. 2m1 cô chú nha. Cây nằm ở chậu 7 hoành 36 ha. Tàn ngang giùm em luôn anh trai. Giảm siêu nụ nha cô chú. Rồi 1m8. Tàn ngang 1m8 nha. Rồi. Đó, chắc hơn rồi lấy 1m8. Rồi lấy 1m8 nha. Đây cô chú nha, nụ nó lên rất là đẹp cho mình luôn nha. Rồi cô chú mình tham khảo giùm em nha. Ai có nhu cầu mua thì mình alo anh giùm em nha. Và đặc biệt cây này gốc xù nha cô chú. Nè, lên da xù nha. Rất là già cây cho mình luôn ha. Rồi, mình tham khảo giúp em nha. Rồi tiếp đi anh ha, hàng chậu 6 là ở đây luôn phải không? Ở đây. Dạ. Chậu 6 của anh nó bự dữ rồi ta. Cái này là nãy là bằng cái lô của em luôn rồi đó. Bằng cái lô của em luôn. Hồi nãy em nhìn mấy cái kia thấy nó thấp hơn nhưng mà giờ này bằng luôn nè. Cái này bự không mà. Đấy ta hổng xe vô lên. Hồi sắp tiếp rồi xe cây thấp đi cao đi giờ cái xe đại vô xanh dạ. Không có lử. Dạ đúng còn rồi. Còn hàng cao ngoài này nhiều và lùn cũng có. Dạ lộn xộn anh ha. Nhưng mà em thấy cái vô nó bự đẹp quá chừng nè. Trời ơi có tổ chim luôn cô chú. Rất lành chim đậu. Nhiều rất lành chim đậu luôn nha đó. Đừng nói câu sao nữa nha. Xỉu luôn. Rất lành chim đậu ha. Cái này là hàng chậu mấy đây nè. Cũng là chậu 6. Chậu 6 luôn không? Ừ. Đây cô chú nha. Thì cái này cũng nằm hàng chậu 6 nè. Đây có những gốc nè. Đây nó ra hoành ba mấy không? Dạ. 30 ba mấy không ha. Ở cái lô này là 1.3 cô chú ha. Đó, tổng cộng anh có 130 cây nha. Quá trời luôn ha. Cái này tán ngang nó chắc cỡ 2m. Dạ. Rất là to. Dạ. Đây. Cái mặt hoa này của chú nè. Rồi ha. Rồi chắc bây giờ là em sẽ bắt đầu vô cái lô mà 900.000 anh ha. Rồi, anh dẫn em qua cái lô 900.000 nha. Đây, từ chú ơi, bây giờ mình sẽ qua cái hàng giá 900.000 ha, là hàng chậu 5 ha anh ha. Chậu 5. Rồi, đây cô chú nha. Chậu 5 cũng có chậu 6 lận. Dạ. Rồi mà là mình tính cái chậu 5 không đúng không? Rồi, tính chậu 5 à. Dạ. Rồi mình đo giùm cái thông số thử coi. Nó chật lắm cô chú nha nên em không có cái diện tích mà không gian để em quay á. Nên em đứng ở bên đây quay xa ha. Đây hoành 24. Dạ, hoành 24 nè. Rồi đo cái hoành bên đây luôn ha. Rồi chiều cao trung bình của cái lô này tầm khoảng 1m7 nha cô chú ha. Như anh 23 ha. Rồi anh tính giùm em cây nữa đi. Ừ
Tính giùm em cái hoành trung bình của cái lô. Hoành trung bình là từ 20 tới 24. Dạ, rồi, 20 24 nha, chiều cao Ừ, tầm cỡ cái mét này 7 cũng ha. hay. Rồi. Chiều cao tầm 7 tám ngang khoảng mét 2 đổ lên. Dạ. Rồi cái này là cũng nằm trong trọng năm nè cô chú nha, nút nụ lên rất là đẹp nha. Cái lô này thì anh bao nút nụ cho cô chú mình về chơi Tết luôn ha. Đây, nè, nút nụ quá đã luôn nè. Rồi cái lô này mình có nhiêu cây anh? Lô này có 150 cây. 150 cây ha. Rồi cái này là cũng là chậu năm luôn hả cô chú nè. Cây rất Đây là sung cho mình luôn, 900 ngàn ha. Hộ cái cây nhìn thấy sẽ kinh ghê. đổ được cái bông. Dạ. Đây nè cô chú ha, mình tham khảo giùm em nha. 900 ngàn nè. Cây sung ha. Cây này hơi thấp chút. Ừ. Để đo thôi. Cái hoành bự nè. Cái lô này hoành khá hả cô chú. Như 25. 25 luôn ha, trời ơi. Chậu năm mà 25 luôn cô chú nha, cái này làm như chậu sáo được luôn, ép chậu thiệt. Ép chậu. Đó. Ép chậu mà mình bán không có giá ha, tiếc Trời ha. ơi, cái Dạ. lô mai này có cây bông ở quá đẹp. Đây cô chú nè. Ôi cái hoa này đẹp quá chừng luôn nha. Nè cô chú, lô hoa của anh nè. Đây, cô chú mình tham khảo cái mặt bông nha, rất là đẹp, giỏ rin hoa đẹp cô chú ha. Rồi. Chậu năm giùm em nha. 900k hả cô chú anh chị nè, nút nụ nè, bự chảng luôn ha. Nút lên Dạ rất là ok cho mình luôn. thì bao giờ nụ nụ đẹp đó. Dạ nụ đẹp, nãy giờ em thấy nụ đẹp đẹp không anh? Đó, đây cô chú nha. Rồi. Cái hàng chậu sáo là còn đẹp dữ nữa nha, xuất sắc nhất là vẫn là cái hàng chậu sáo nha cô chú. Trời ơi cái cây này chắc bông nó bự dữ lắm ta. Bông bự Nè, cái nụ này thấy là biết rồi nè, khủng khiếp nha. Cái này là cái nụ bông bự, cái nụ nó bự cô chú nha, chứ không phải là nó nở sớm nha. Cây này là bao nụ cho mình nó nở đúng luôn ha. Tại vì cái cây này nó bông nó bự quá nên là cái nụ nó như vậy là cô chú no tròn sáng bóng nha. Ô cây này đẹp, cây này bông bảo đảm là tên 8 cánh vào. Nó À, tí luôn. cái này 90 cánh vậy á. Ừ. Thấy là biết rồi. Thấy nó hai lớp cũng vậy đặc lắm. Dạ, thấy là biết rồi cái cây này đã hay ghê luôn ha. Ô cái này cô chú anh chị mình mua về chơi Tết là bao đẹp luôn ha. Nếu mà mình có điều kiện mình xuống vườn cô chú nha, mình mua cây lẻ thì được ha. Tại vì vườn không có điều kiện xếp lẻ nên cũng hơi tiếc ha. Đây cô chú nha, nút nụ quá trời ok luôn. Cây này giống như cây cúc rồi ta. Y như cây cúc 24. Nè cô chú ha, cái dàn nút nụ đó. Quá đẹp. Để hôm qua anh em quay cho cô chú mình tham khảo. Còn con cây này Nè cô nút chú, nụ quá xích. 900 ngàn một cây này ha. Nó, hàng chậu năm nè cô chú ha. Đẹp quá chừng luôn. Nói chung cái lô này đẹp nha cô chú. Nút nụ là hơi rồi là bao luôn ha. Nè. Quá đã luôn. Giờ nhìn mai ha, lên nụ là nhìn phát mê luôn. Rồi, cái cây này làm như cây siêu nụ luôn. Quá xích rồi. Ừ cho em coi cái. Ồ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi nè, cô chú ha. Trời ơi cây này giống như siêu nụ thiệt ta. Ôi đâu khác gì cây nãy đâu ta. Nó có bị lai không trời. Nè hai cô chú ha, mình nhìn Đổ giùm bông em. ra bự nữa. Bông bự ha anh ha. À, đúng rồi. Dạ. Thì siêu nụ là tầm mà 6 cánh ăn lên mà cánh đẹp lắm, bự chảng. Đây hai cô chú ha, cái cây này quá đẹp rồi. Một cái dàn nụ y như cái cây ghép nãy luôn ha. Đã dữ trời. Nè. Nhìn cái dàn nụ phát mê cô chú ơi. Quá tí luôn ha. Rồi. Rồi cái cái hàng này là kiểu có chậu hàng chậu sáu triệu chậu ba này sáo phải có không? cái góc này quá thì đẹp Cái này nó xù phải không anh? xù quê Nè là cô chú, nãy em tính em thấy em tính nghía qua anh nè, nó nhìn đâu luôn, mình này 28 nè hoành tới đo 28 đo cô chú trên á nếu đo dưới cụ nở ra nó chắc ba mấy 40 anh đo thử luôn đi, anh đo thử luôn đi. Trời ơi đã có mấy góc này phê ha, trong nguyên đám lựa được một hai góc như vậy nè cô chú ha, nhỏ xù 42 luôn 42 đúng hả? à cũng hả Quá đã. không coi số này là cũng nở cũng nhiều Dạ, hồi nãy anh thấy mấy cây đó, để đi ngang thấy mấy cây mà không có tiện đo. Rồi cô chú nha, để mình tham khảo cái mặt hoa cô chú nha. Nè. Mặt hoa nha, nhiều cánh nha cô chú ha. Em thấy ở đây có nữa nè, để em bứt coi. Nói chung là cái lô này hoa đẹp nha cô chú nha. Mấy nay em quay mấy cái lô mai đẹp hoa đẹp không à, giỏ riêng ha, hoa đủ kiểu cho mình luôn. Mỗi cây mỗi vẻ luôn ha. Rồi cô chú ơi, mình tham quan lại cái nữa nha. Cái này là những cái cây này là hàng chậu sáo nè, nãy em đi qua mà em không có quay kịp á cô chú. Đến nó trải là đẹp ghê ha. cái này thì tán ngang chắc 2 mét tên Bự chảng luôn cô chú nha. Cái lô chậu sáo là 1,3 triệu nha cô chú. Còn cái lô chậu năm nãy giờ em quay ha, giá là 900 ngàn. Rồi anh còn một cái lô 600 ngàn nữa cô chú ha. Bây giờ em sẽ qua cái lô 600 ngàn nha. Theo cô chú anh chị nha, bây giờ là mình bắt đầu vào cái hàng 600 ngàn nha, bên vườn của anh Lượng ha. Rồi số lượng mình có nhiều không anh? Số lượng này 100 cây. 100 cây luôn ha, 600 ngàn cô chú nha. Rồi đây là cái phơm tàn của nó ha. Thì chiều cao thì mình tính cỡ nhiêu ta?
Này chiều cao tầm 1,5 m đổ lên. Tầm 1,5 m đổ lên cô chú nha. 600k cho cái lô này nha. Rồi cô chú nè, nút nụ đang lên ha. Đó cô chú nha, nút nụ lên rất là nhiều nha. Nè cô chú, nó nằm trong cái dưới cái lá nha. Tại lá nó xanh quá nên mình thấy không rõ hung nha. Thường là khi mà cây nó ôm nụ như thế này lá nó không có được đẹp hung á. Nhưng mà bên vườn của anh lá xanh quá nè. Có cây, những có cây thì có 1-2 cây thấp thôi. Còn như là số lượng cao nhiều. Giống như có, cây này là lùn ha. Ừ, có một cây này là thấp nhất. Ừ, đây mình đo giùm em thử coi. 600 ngàn của chú nha. 100 cây giá tại vườn ha. Đây 18. 18 rồi. Ừ. Còn cái gốc này chắc phải ra 20 mấy luôn ạ. Mình tính trung bình là bao nhiêu anh? Thôi mình lấy từ 10 18 tới 22 đi. Dạ. Đây 21. 21 ha. Để đây. Đế nè cô chú. Cái này 22. 22 nha. Rồi, mình lấy trung bình cỡ đó ha. 18 tới 22. Có những cây nó có gốc bự hơn nữa. Dạ, rồi nè cô chú nha, mình tính cái khoảng trung bình ha. Nè nút nụ nè quá trời đi ha. Bao nút nụ của chú mình luôn nha. Nút nụ đẹp ha. Cái lô này hình như là nó có đế nha. Thấy những cây nó có đế nó trải trải ra nè. Rồi cái cây này nụ. Này như cây cúc vậy trời. Nè. Mấy cái nụ về chắc hai lớp quá, bông hai lớp. Ừ. Nè, thấy vậy là biết rồi. Nụ này nó no tròn cô chú nha, no tròn ha. Làm cái nụ nó bự, hoa nó cũng bự nữa ha. Khi nào mình lãi lá hết cây cô chú nha thì cái nụ nó bắt đầu nó mới bung nha, chứ là còn lá thì vẫn còn bình thường cô chú nha. Ừ, nụ nha. Nụ lên quá đã cho mình luôn. Cây 600 ngàn nha. Rồi, mình tham khảo giúp em nha cả nhà. Chắc dài tới ngày luôn anh ha. Ờ, thì dài. Có những cái cây, cái đế này của chú ha. Này cũng 600 ngàn luôn. Đây nha, nụ lên thấy ghê thiệt chứ. Nè. Ừ, chú, quá trời quá đất. Rồi 600 ngàn giúp em nha. Cái này mình có 100 chậu hả anh? Ờ, có 100 chậu. Rồi, cái hàng này nữa là hết luôn phải không? À. Rồi, cô chú nha, mình tham khảo giúp em ha. Rồi, thì mình có nhu cầu mình mua cái loại nào của chú ha, thì mình alo cho bên vườn của anh Lượng giúp em nha cô chú ha. Dạ, số điện thoại của anh thì em sẽ ghim lại trên cái tiêu đề nha cô chú anh chị. Và số đó cũng là số Zalo của anh Lượng ha. Rồi, đó, rồi cô chú ơi. Thì cái video của em sẽ kết thúc tại đây nha. Em cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi hết clip nha. Chúc cô chú anh chị mình có một ngày thật là vui vẻ nha. Rồi em chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.